Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tình nguyện của điện thoại Vui TV vào ngày 7 tháng 10 và hãy cùng mình điểm qua những thông tin công nghệ hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Bắt đầu nào. Mới đây thì Ủy ban Tư pháp của Hạ viện Hoa Kỳ thì đã yêu cầu Spotify cung cấp những thông tin liên quan đến cáo buộc của Apple về việc là hãng này cạnh tranh không lành mạnh. Vào tháng 3 thì Spotify đã đệ đơn khiếu nại chống độc quyền đối với Apple tại Liên minh châu Âu. Đại diện của Spotify thì đã gặp gỡ với các quan chức của Bộ Tư pháp cũng như là các thành viên của Technology Task Force của FTC. Spotify đã cáo buộc rằng là Apple dùng những cách không công bằng để mang lại lợi thế cho mình. Daniel Ek, người sáng lập ra Spotify cho biết Spotify lập luận rằng với các mức chiết khấu 30% của Apple đối với tất cả các giao dịch mua được thực hiện trên App Store, bao gồm cả gia hạn định kỳ thành viên Spotify Premium, khiến cho các đối thủ khó có thể giữ được mức giá cạnh tranh, trở nên kém hấp dẫn hơn so với Apple Music. Spotify cũng cáo buộc rằng là Apple đã nói với Spotify là ngừng gửi email cho người dùng đã đăng ký phiên bản Spotify miễn phí để nâng cấp lên các phiên bản trả phí. Điều này có lẽ là sẽ bỏ qua phí xử lý đăng ký trong ứng dụng mà Apple sẽ thực hiện qua Apple Pay. Apple phản pháo lại rằng là chỉ 0,5% trong số 108 triệu người dùng cao cấp của Spotify phải chịu phí là 15%, chiếm khoảng 680.000 khách hàng mà Spotify có được từ năm 2014 đến năm 2015. Và khi mà Spotify sử dụng các hệ thống thanh toán của Apple, tờ Reuters cho biết. Vào ngày hôm qua thì Erasure đã chính thức biến mất khỏi Google Play cũng như là App Store tại Việt Nam, và trang fanpage của công ty này thì cũng đã chặn những IP đến từ Việt Nam. Tuy nhiên thì công ty này mới đây thì cũng đã vừa lên tiếng một cái bằng xác thực là lên tiếng về cái vấn đề này. Trên nền tảng của mình thì chúng tôi luôn minh bạch về nơi lấy dữ liệu và cách chúng tôi công bố chúng để tính toán chất lượng không khí của Hà Nội. Erasure đã sử dụng dữ liệu từ Cổng Thông tin Giám sát Môi trường Hà Nội của Chính phủ và từ Đại sứ quán Hoa Kỳ để báo cáo mức độ ô nhiễm không khí theo thời gian thực. Trong ứng dụng Erasure ở trên trang web thì chúng tôi luôn công bố nguồn dữ liệu để làm rõ tính minh bạch của người dùng. Nếu bạn không chắc chắn về dữ liệu, vui lòng tham khảo nguồn và liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ vấn đề nào khác. Chúng tôi đã nhận thấy một số lo ngại ở Việt Nam về việc Hà Nội hiện đang nằm ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng của các thành phố lớn có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất là của Erasure vào những thời điểm nhất định trong các ngày gần đây. Chúng tôi muốn mọi người hiểu được rằng điều này không có nghĩa là Hà Nội là thành phố bị ô nhiễm nhất ở trên thế giới. Bảng xếp hạng này hiện đang bao gồm khoảng 90 thành phố lớn trên toàn cầu. Bất cứ lúc nào, một thành phố bất kỳ có thể đứng đầu bảng xếp hạng này do dữ liệu được cập nhật trực tiếp như đã xảy ra với London và thậm chí là San Francisco vào năm ngoái. Vào tháng 12 năm ngoái thì Vitamin Water đã tung ra một cuộc thi, và cuộc thi nội dung cụ thể là các bạn sẽ được tận những 100.000 USD nếu như các bạn chấp nhận bỏ đi chiếc smartphone của mình trong vòng 1 năm. Vậy thì các bạn đoán xem là có ai giành được giải trong cuộc thi này không? Trong hơn 100.000 hồ sơ được gửi đến, Vitamin Water đã quyết định chọn Elena Muskin, 29 tuổi, từ Queens, New York vào hồi tháng 1. Được biết là Elena Muskin đã phải từ bỏ chiếc iPhone 5S thân yêu của mình và thay vào đó là sử dụng một chiếc Kyocera nắp gập để phục vụ cho mục đích nghe gọi. Ngoài ra, cô Elena thì vẫn được cho phép sử dụng một số thiết bị khác như là loa thông minh hoặc laptop để phục vụ cho công việc của mình. Sau hơn một năm thì Morgan cũng đã trải qua một bài kiểm tra để phát hiện là có sự gian dối hay là không. Theo trang tin servernew.com, Morgan đã phải trải qua 8 tháng mà không sử dụng smartphone. Theo cô, việc này giúp cô nhận ra và từ bỏ một số thói quen xấu của mình. Tuy nhiên, cô cũng chia sẻ điện thoại thông minh từng giúp cuộc sống của cô dễ dàng hơn rất là nhiều. Bất chấp cảm giác bị cô lập này, Morgan cho biết là cô sẽ không quay trở lại sử dụng smartphone, ngay cả khi cuộc thi kết thúc. Được biết, cô đã sử dụng chiếc Kyocera nắp gập được 8 tháng và chỉ còn 4 tháng nữa là sẽ nhận được 100.000 USD. Sony mới đây thì đã vừa chính thức tung ra chiếc điện thoại mới nhất của mình có tên là Xperia 8, và chiếc điện thoại này thì khá là giống với chiếc Xperia 10 đã được tung ra hồi MWC 2019 hồi tháng 2 năm ngoái. Thì cái chiếc điện thoại Xperia 8 nó sẽ có cấu hình khác một chút so với chiếc Xperia 10. Xperia 8 có chuẩn khoáng nước là IPX5/8 và kháng bụi là IP6X. Máy có kích thước là 158 x 59 x 8.1 và nặng 170 gram.
Mặt trước và mặt sau của Xperia 8 được bảo vệ bởi kính cường lực là Gorilla Glass 6, màn hình IPS LCD Luminous 6.0 inch, độ phân giải là Full HD cộng 1080x2520px và tỷ lệ khung hình cao là 21:9. Máy có camera kép nằm ngang và camera chính là 12MP khẩu độ f1.8 và camera cảm biến độ sâu 8MP. Camera cung cấp các tính năng như là zoom quang 2x, nhận dạng 13 loại khung cảnh, quay video 4K và quay chậm 128fps/giây. Camera selfie 8MP hỗ trợ chế độ chụp chân dung. Cung cấp sức mạnh cho máy là Snapdragon 630 cùng với bộ RAM là 4GB và bộ nhớ là 64GB. Pin có dung lượng 2760mAh, thấp hơn 2870mAh của Xperia 10. Xperia 8 hiện tại chỉ bán độc quyền tại Nhật Bản với mức giá là khoảng 54.000 yên, có nghĩa là 11,7 triệu đồng, với các màu là trắng, đen, cam và xanh. Và đó là những thông tin hot nhất có trong ngày hôm nay, ngày 7 tháng 10. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV. Cảm ơn các bạn.